Ok, đúng rồi. Nhưng mà làm việc em vui, anh cũng đỡ mệt mỏi. Ok. Cái bạn hôm bữa, hồi trước anh đuổi anh, cho nó nghỉ việc ấy. Cái bạn này, các bạn là em hay này kia, tại sao anh không thay mẫu? Anh chỉ nói thế này thôi, bạn ấy có những khuyết điểm của bạn ấy nhưng mà bạn ấy có thái độ, tại bạn ấy thái độ tốt rồi, rồi anh nói thẳng với bạn ấy, không cuối cùng cũng chẳng thay đổi gì hết. Khi bạn ấy nghỉ việc, bạn ấy mới thay đổi muộn à. Ok ok, đúng rồi, chính xác luôn, đúng rồi, chính xác luôn. Ok, chào anh Phạm Góc Hồ nhá. Đúng rồi. Em ngồi ngang xíu. Ngồi ngang quá. Đúng rồi. Để anh em góc dài thôi, không phải gì hết. Đúng rồi.
Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Mấy ông đàn có cái gu chụp hình đó. Mà hả, chụp dài của anh á thì đá thì nó không có lấy được form á. Chứ nếu mà dạo này em chụp em hay lấy cái form đá dài á. Em biết cái kiểu này. Trên Madrid nó cũng có, anh cũng có tham khảo rồi. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Làm việc với em ngồi nói chuyện với em những cái có thể hơi lên tư cũng được. Nhưng mà anh cảm thấy em là an toàn. Tại vì em là người sống hay người di tản, thành ra nếu mà một người sống di tản thì người ta cũng sẽ có những cái mà người ta có thể kể cho mình được. Ok. Ok, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đôi này là đôi thể thao mà em ôm, mang nó ôm chân mà nó êm nhất từ trước đến giờ so với những đôi này nha. Đôi này đôi trước em có mang rồi nha, nhưng mà nó không êm bằng. Nó có vẻ hơi bí một xíu. Đôi này ok nè. Anh đang nói anh sếp làm riêng anh một đôi, đừng có đổi. Chỉ đổi khoảng vài phân thôi. Đổi cũng được, đâu anh thưởng cái đâu, nếu mà anh đưa một cái đôi gốc cũng được. Không em nữa. Không có ngại là em vẫn muốn tôn lên chiều cao nha. Em không có, em làm đôi bình thường 3 phân cũng được, mà em tên đôn lên 7 phân giống như đôi này 5 phân cũng được. Đôi này 5 phân đúng không? Còn đôi của em 6 phân. Ừ, 6 phân thì cũng được. Đối với em thì nó có chiều cao là có tất cả nha. Hôm bữa em gái em nó mới nhận ra định ra một điều, anh biết là cái gì không? Nó nói em mới nhận ra luôn, rồi lúc trước về em đi chợ nó có nhận ra đâu. Nó nói vậy nè, đúng là con người mình lúc nào sống gì sắc đẹp. Được nói con người không mà trái cây nó sống gì sắc đẹp đó anh. Chính xác rồi. Tại vì á, cái trái mà nó đẹp mấy đường ta mua nha, còn cái trái nào xấu là bị ta liễn á. Nếu mà anh có vẻ ngoài như em á, anh đâu bị hình như thế này đâu, anh đâu bị gia đình ngăn cấm đâu. Em nói rồi, cái đó là do gia đình của bạn gái anh thôi. Nhưng mà nó cũng xét về bề ngoài anh nhỏ con. Người ta không chú ý đến tài năng của anh. Người ta chỉ chú ý đến ngoại hình là chính thôi. Rồi cái tiếp theo nữa là anh không phải là ở thành phố. Đấy là lý do mà anh muốn mua nhà. Dù đấy thì chỉ là một căn nhà ở đâu đấy thôi. Miễn sao là anh có hộ khẩu ở thành phố được rồi. Thành phố bây giờ thì anh có thể mua ở Lương Dược mấy cái quận nào mà xa xa thì cũng còn có được. Quận 10 này cũng hơi giá cao nha. Ồ, quận 10 cao lắm em. Ồ, quận 10, quận 5 này cao lắm. Quận 10 chỉ có quận 12 thì mới được gọi là rẻ rẻ xíu thôi. Chứ mấy quận, quận từ quận nhất tới số 10, quận 10 là không có nào rẻ. Quận 11 mắc dữ. Quận 11 là một trong những quận được gọi kinh khủng. Quận 11. Quận 11 nhìn thế thôi, đất ngang 10. Đúng rồi. Tại nó giáp ranh với quận 5 mà. Khu vực chợ lớn này là khu vực bạc vàng. Nhưng mà anh nghe chị anh nói không nên mua khu vực chợ lớn để giang hồ nhiều. Đúng rồi. Hiện tại em đang ở trong hai khu mà gọi là có giang hồ. Quận 5 và quận 8.